Chúng chuyển sang phần tiếp theo là phần fructose, tô bên, bên này nhá fructose. fructose công thức phân tử nó vẫn là C6H12O6 M lớn vẫn chọn 80 Nhưng công thức cấu tạo nó dạng khác một xíu này Đó là C H 2 OH CHOH tất cả 3 lần Đối đối o, C nối đôi O sẽ tháo hoa. nào và nó có một nó có lẫn có năm nhóm OH và một nhóm anhydride có năm nhóm OH nó vẫn có phản ứng giống như glucose. đúng không nào Đúng hệ glucose. và ngoài ra thì trong môi trường kiềm thằng fructose này fructose trong môi trường kiềm nó biến đổi thành glucose. glucose. Cho nên là nó vẫn có các phản ứng này. Trắng bạc ở trong môi trường kiềm, đồng hydroxit trong môi trường kiềm nó vẫn có. Và nó không có phản ứng mức ở brom. Nó chỉ có nó sẽ có 1 2 3 4 phản ứng này, còn phản ứng này không có. Phản ứng này không có. Đúng không? Như vậy anh này có cái phản ứng nó chỉ giống như nào? Giống glucose glucose và khác hai phản ứng một là du dịch brom thì nó không phản ứng thứ hai là lên men đơn giản như vậy thôi như vậy fructose có những phản ứng nào đầu tiên là phản ứng với cả đồng hưu xít ở nhiệt độ thường tạo phúc màu xanh lam đúng không trước giờ còn nặng có nhiều nhóm OH thứ hai là phản ứng với cả Anhydride acetic tạo thành là ester năm chức nhiệt có năm nhóm OH thứ ba là phản ứng trắng bạc vẫn tạo ra hai bạc thứ tư là phản ứng đồng hiệu ở nhiệt độ cao thành cái tuổi đỏ gạch đúng không và nó không có phản ứng với dụ brom là không phản ứng lên men giống như glucose và phản ứng nhận biết của glucose và fructose chính là phản ứng cộng với dụ brom đây để nhận biết nhận biết à, phân biệt chứ phân biệt với glucose đúng không tức là anh glucose thì không phản ứng còn glucose có phản ứng đấy là phần phân biệt như vậy rất đơn giản đúng không chúng ta học xong cái phần glucose chúng ta hoàn toàn làm rất tốt phần fructose bây giờ chuyển sang phần saccharose 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 nó cấu tạo bởi hai gốc gốc nó là alpha glucose còn có cả beta fructose alpha glucose và beta fructose các lại nhá alpha glucose và beta fructose và liên kết với nhau bởi nguyên tử oxy oxy ở giữa đúng nào oxy ở giữa và anh này người ta khai thác chủ yếu là nó phản ứng như sau phản ứng đầu tiên nó có nhiều nhóm OH nó có một ạ à, nhiều nhóm OH cho nên nó phản ứng với cả thế nào dung dịch ở à với cả xin lỗi Cu OH hai lần tạo thành màu xanh lam nếu nhiều nhóm OH thứ hai là ống thủy phân có sắc cao do là C6, C12 H22, O11 Cộng với cả nước Trong môi trường H+, axit đấy, đúng không tôi Thuộc là C6H12O6 Cộng với cả C6H12O6 Cái anh này ấy, đúng không nào? Là anh Glucose Anh này là Fructose hai công thức giống nhau nhưng mà công thức phân tử giống nhau công thức cấu tạo khác nhau và độ phân của nhau đây là glucose và fructose nhớ luôn là hay là alpha glucose kết hợp với beta fructose liên kết với nhau thông qua từ oxy và nó có hai phản ứng và cũng đồng hiệu xít ở nhiệt độ thường nhiệt độ thường nhá thành phức sinh lam giống như glucose và thứ hai là cũng thủy phân thủy phân đúng không như vậy rất là đơn giản đúng không Tiếp theo chúng ta có anh Tiếp theo đó là anh Mantozo Mantozo cũng giống như sắc Nhưng nó khác một xíu Nó tạo bởi alpha glucose Liên kết với cả alpha glucose Đúng nào Cho nên nó sẽ có những phản ứng như sau Nó phản ứng giống như anh glucose giống cơ lực của giờ giống cơ lực của giờ đúng không nào ở chỗ nào ở phản ứng này đồng huyết sinh nhiệt độ thường đồng xách lam nó vẫn có phản ứng ở nhóm ACSO phản ứng ở đồng huyết sinh nhiệt độ cao vẫn mất một bình thường được nhưng chỉ không ở này thôi nó sẽ có phản ứng 1.1 đúng không nào 1.1 này chấm phẩy này 2.1 đến 2.1 2.1, 2.2 và 2.3. Tức là phản ứng với cả đồng hiệu chất hiệu thường tạo xanh lam giống như sắc cao giờ. Thứ hai là phản ứng trắng bạc vẫn tạo ra hai bạc. Thứ ba phản ứng với cả đồng hiệu chất độ cao tạo thành kết tủa đỏ gạch. thứ ba là phản ứng với brom, brom. Và nó giống với sắc cao rồi hay sao? Giống với sắc cao giờ đó là phản ứng thủy phân thủy phân thì nó nó giống phản ứng thủy phân thôi nhưng nó khác là nó tạo thành hai glucose trong khi anh này là tạo thành là glucose và fructose tức là phản ứng vẫn với như này nhưng khi là c 12 h 2 o 11 một cộng với cả nước trong một trường hát cộng thành là hai lần c sáu h o sáu và là, đây là hai glucose đúng không như vậy rất đơn giản anh sắc này nó có nhiều nhóm hóa xanh lam phóng thủy phân anh mantozer thì là giống glucose ở phản ứng 1.1 đúng không nào giống như sacao giờ này đúng không nào phản ứng của nhóm anhit đây đủ anhit là phản ứng trắng bạc đó anh mấy đấy bạc hai bạc đúng rồi hay là phản ứng với đồng hiệu suất nhiệt độ cao thành cái tử đồ gạch thứ ba là phản ứng với brom mất độ brom đúng không và giống sacao giờ là phóng thủy phân trong môi trường axit tạo anh hai của lucose, nó tạo bởi là hai alpha của giờ. còn sắc cao do là bởi alpha của giờ và beta fructose, ok?